Nhậm Gia Luân Cúc Tình Y vướng mắc phiên vị khiến phim quay xong khó lên sóng. Những năm qua, đi cùng với giá trị thương mại của các diễn viên thì vấn đề phiên vị cũng trở thành câu chuyện nhức nhối đang diễn ra trong làng giải trí Hoa ngữ. Phiên vị là thứ tự xuất hiện tên diễn viên trong các hoạt động tuyên truyền và ở phần giới thiệu diễn viên đầu phim. Nhất phiên là chỉ diễn viên có vị trí cao nhất trong dàn diễn viên. Vinh quang hay thất bại của bộ phim có tác động trực tiếp tới nhất phiên. Nói chung, phiên vị được sắp xếp theo thứ tự sức ảnh hưởng của diễn viên. Vậy nên có nhiều diễn viên dù không phải vai quan trọng nhất trong phim, nhưng tên vẫn được đặt ở vị trí đầu, hình ảnh nằm ở vị trí trung tâm trên poster phim. Những diễn viên có địa vị cao trong giới, thực tích điện ảnh tốt, mối quan hệ trong giới rộng thường sẽ có phiên vị cao hơn. Một số ít các trường hợp diễn viên không quan trọng phiên vị, trực tiếp phân chia phiên vị theo vai diễn. Phiên vị có nguồn gốc từ Nhật Bản, ở Nhật không phân nam chính nữ chính, mà chỉ có diễn viên chính, nhất phiên và các diễn viên phối hợp diễn, nhị phiên, tam phiên. Trước khi khái niệm phiên vị du nhập vào Trung Quốc, phim điện ảnh và truyền hình Trung Quốc vẫn phân nam nữ, chính, phụ để đánh giá mức độ quan trọng của diễn viên. Vì thế, thứ tự trên các poster tuyên truyền phụ thuộc vào phân cảnh ít hay nhiều hoặc phụ thuộc vào hợp đồng ký ban đầu với nhà sản xuất. Cũng có một số đoàn làm phim, việc sắp xếp thứ tự diễn viên trên poster là tùy hứng, không quan trọng phiên vị. Nhưng khi khái niệm phiên vị du nhập vào Trung Quốc, đoàn đội và fan của các nghệ sĩ đã nhanh chóng nắm bắt cơ sở này để tiến hành tuyên truyền theo hệ thống. Fan bắt đầu chỉ quan tâm thần tượng của mình tham gia bao nhiêu bộ phim, vị trí trên poster là trung tâm hay ngoài rìa, mà dần xem nhẹ vấn đề cốt lõi năng lực diễn xuất của idol mình tới đâu, đã có bao nhiêu nỗ lực, có xứng với vị trí trung tâm đó hay không. Nghệ sĩ cũng vì hư danh mà lao vào cuộc chiến tranh giành phiên vị để rồi quên rằng là diễn viên quan trọng nhất là khả năng diễn xuất. Hệ lụy của nó là đoàn đội tìm mọi cách tranh giành phiên vị, dẫn tới không ít sự đấu đá, fan vì vị trí trên poster mà tranh luận không ngớt. Phiên vị đối với phim truyền hình không quá quan trọng, thậm chí một vài trường hợp còn nhường vị trí nhất phiên cho nhau, hoặc các diễn viên gạo cội sẽ ở vị trí nhất phiên. Phim truyền hình quan tâm đến vị trí nam chính nữ chính hơn. Thế nhưng, một loạt phim truyền hình của Cúc Tình Y, Nhậm Gia Luân, Bạch Kính Đình vẫn đang gặp khó vì vấn đề tranh chấp phiên vị khiến những bộ phim này khó lên sóng. Màn ảnh Hoa ngữ hiện nay đang ngày càng nhộn nhịp với sự góp mặt của nhiều gương mặt lưu lượng, hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc đua đầy cam go. Tuy nhiên, không phải bộ phim nào sau khi ghi hình xong cũng được cấp phép chiếu ngay lập tức. Có rất nhiều bộ phim mặc dù đã đóng máy từ lâu, song vẫn chịu cảnh xếp xó chỉ vì vấn đề phiên vị. Hiện nay, màn ảnh nhỏ Hoa ngữ hiện có nhiều hơn 4 bộ phim đã đóng máy, nhưng đến hiện tại vẫn chưa tuyên bố chính thức. Tiêu biểu là những cái tên như Tiên Kiếm, Kỳ Hiệp Truyện 4, Trần Trích Viễn, Cúc Tình Y đóng chính, Trần Duyên, Angela Baby, Mã Thiên Vũ đóng chính, Mộ Sắc Tâm Ước, Nhậm Gia Luân, Angela Baby đóng chính, Tân Xuyên, Nhật Thường, Bạch Kính Đình, Điền Hi Vi đóng chính. Nhiều khán giả cho rằng những bộ phim này vốn chưa được kiểm duyệt là do vấn đề phiên vị còn chưa rõ ràng, khiến cho các dự án mặc dù đã được hoàn thành, song vẫn chưa cảnh ngậm ngùi để các tác phẩm khác lên sóng trước. Một trong những bộ phim đang được mong chờ nhất chắc hẳn là bộ phim Tiên Hiệp, Tiên Kiếm, Kỳ Hiệp Truyện 4 do Trần Trích Viễn và Cúc Tình Y đóng chính. Nhờ sự thành công của phần trước, khán giả cho rằng đây sẽ là một siêu phẩm tiếp theo nối tiếp chuỗi thành tích của Tiên Kiếm, Kỳ Hiệp Truyện. Sau thành công của Ngự Giao Ký, Nhậm Gia Luân cũng trở thành cái tên nhận được sự yêu thích của khán giả. Chính vì vậy, Mộ Sắc Tâm Ước cũng được khán giả đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, bộ phim hiện nay vẫn chưa có thông báo chính thức mặc dù đã đóng máy được một thời gian. Mộ Sắc Tâm Ước có sự tham gia diễn chính của Nhậm Gia Luân và Angela Baby. Xét về giá trị thương mại và độ nổi tiếng thì Angela Baby thực sự đã vượt qua Nhậm Gia Luân từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, về diễn xuất, khả năng gánh phim thì cô nàng còn thua kém bạn diễn rất nhiều. Chính vì thế, chẳng bên nào chấp nhận làm phiên hai cho người còn lại là điều dễ hiểu, dẫn đến tình trạng phim dù đã đóng máy vẫn chưa có thông báo chính thức về thông tin. Hiện nay, Cục Điện ảnh Trung Quốc lại vô cùng gắt gao về vấn đề tranh cướp tài nguyên phiên vị trong làng giải trí. Cho nên, dù phía các diễn viên muốn náo loạn một phen để tạo nhiệt độ, ép buộc nhà sản xuất quyết định phiên vị, cũng không có thể làm ầm ĩ như trước nữa. Hiện khán giả đang mong chờ các đoàn làm phim sẽ sớm công bố phiên vị và thông tin về lịch lên sóng.